Xin kính chào các anh chị nhà đầu tư của AZFIN Việt Nam. Thì gần đây cái thị trường chứng khoán Việt Nam thu hút được sự quan tâm đông đảo của các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân. Thì đây là một cái dấu hiệu cho thấy thị trường chứng khoán có những cái sức hấp dẫn nhất định đối với các nhà đầu tư, đặc biệt trong cái bối cảnh lãi suất gửi ngân hàng rất thấp, đúng không ạ? Thì thanh khoản rất lớn. Bên cạnh đó thì Việt Nam gần đây thì lại bị tắc nghẽn trong cái vấn đề giao dịch ở HOSD, khiến cho rất nhiều các nhà đầu tư bức xúc. Vậy từ những cái câu chuyện như thế thì cái ngành chứng khoán là một ngành ảnh hưởng trực tiếp bởi những yếu tố đó, liệu có hấp dẫn trong năm 2021 không? Thì hôm nay thì tôi sẽ cùng với quý vị để đi làm rõ cái vấn đề này, để xem nó có cơ hội cho chúng ta hay không. Thì nội dung gồm có 4 phần chính như sau. Đầu tiên là điểm nhấn của cái ngành này. Thứ hai là 2021 là năm của ngành chứng khoán chăng. Thứ ba là các cổ phiếu hàng đầu trong ngành là những cổ phiếu nào. Thứ tư là cái rủi ro đầu tư vào cổ phiếu chứng khoán, có những cái rủi ro gì và cần lưu ý gì. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ trao đổi giao lưu với nhau để làm rõ hơn những cái khúc mắc, những cái cần giải đáp của quý các anh chị. Đầu tiên là về điểm nhấn ngành chứng khoán. Thì bất chấp Covid, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành trong năm 2020 thì vô cùng khả quan. Lợi nhuận của các doanh nghiệp rất tốt. Rồi là cái đà thanh khoản của thị trường chứng khoán. Tưởng chừng như 2020 đã rất cao rồi. Chúng ta có thể thấy đây. Đây là biểu đồ thanh khoản trong vòng một năm qua. Từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 5 2020, tháng 6 2020, tháng 7 2020. Rồi đến tháng 3 năm 2021 này. Thì tháng 3 thì mới diễn ra được có khoảng độ hôm nay là ngày 26. Tức là vẫn còn khoảng độ 2 phiên nữa. 2 phiên nữa thì mới kết thúc cái tháng 3. Đó, thì chúng ta có thể thấy năm 2020 rất nhiều người cho rằng là một năm thanh khoản kỳ lục rồi. Khủng khiếp rồi, trung bình thanh khoản là mỗi phiên khoảng độ gần 5.000 tỷ. Nhưng mà đến năm 2021 này thì cái con số 5.000 tỷ lại không còn là một vấn đề nữa. Quý vị có thể thấy đây. Đúng không ạ? Nếu như tháng 4 năm 2020 thanh khoản một tháng chỉ đạt khoảng độ 70.000 tỷ thôi, thì đến tháng 1 2021 này thanh khoản đã lên đến 310.000 tỷ. Đúng không ạ? Tức là trung bình mấy tháng năm 2020 đây bình thường chỉ đâu đó khoảng độ 80.000 tỷ một tháng. Tức là một tháng thì nó có khoảng độ 22 phiên giao dịch. Thì 80.000 tỷ, hơn 80.000 tỷ, trung bình khoảng 4.000 tỷ một phiên. Nhưng mà đến nay, tháng 1 2021 chẳng hạn, nó đã lên đến 310-320.000 tỷ. Tức là trung bình thanh khoản khoảng 15.000 tỷ một phiên. Đấy là chỉ tính riêng cái cột xanh này là giá trị khớp lệnh. Còn cái cột đen này cộng nữa vào nó lên đến 350.000 tỷ, 360.000 tỷ. Tương đương với khoảng 17-18.000 tỷ một phiên. Đúng không ạ? Tháng 2 là một cái tháng Tết. Có Tết thành ra thanh khoản nó mới giảm thế này thôi ạ. Chứ không phải là vì nó kém thanh khoản đâu. Các anh chị lưu ý nhé. Tháng 2 là có tháng có Tết. Và tháng 3 lại trở lại còn 2 phiên giao dịch nữa. Nó phải lên đến 40.000 tỷ nữa. Tức là nó khoảng hơn 300.000 tỷ giống với tháng 1. Tức là từ đầu tháng 1 đến nay, thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam về cơ bản là đạt cái mức gọi là ngày nào cũng phun lệnh, ngày nào cũng tắc nghẽn, tức là khoảng độ 17.000 tỷ một phiên. 17-18, đấy là riêng thống kê của chúng tôi ở HOSE thôi, còn chưa kể HNX và Upcom. Thì như vậy, cái đà thanh khoản của thị trường rất khủng khiếp, tăng gấp khoảng độ 3-4 lần so với trung bình của năm 2018-2020. Rồi, tiếp theo, nhà đầu tư nước ngoài thì thời gian vừa rồi đã bán ròng. Xong tiếp tục lại có lực đỡ rất lớn từ các nhà đầu tư cá nhân ở trong nước. Có thể nói là nước ngoài bán ròng liên tiếp từ đầu năm đến nay, nhưng không ăn thua gì cả. Trong nước hấp thụ hết. Đó. Và cái câu chuyện này, nếu mà nhìn ở góc độ rủi ro có thể thấy là cái lượng cung của nước ngoài bơm ra rất nhiều. Nhưng mà nhìn ở góc độ khác
thì khi nước ngoài mà trở lại mua dòng thì thị trường sẽ có một cái lực đẩy rất là lớn. Bởi vì cái chuỗi bán dòng thì chúng tôi cho rằng có khả năng nó vẫn có thể kéo dài, nhưng mà khi nào mà cái hệ thống được giải quyết thì nó sẽ bật trở lại rất khủng khiếp đó. Rồi tiếp theo thì phần môi giới của các cái công ty chứng khoán trong ngành thay đổi, phải nói là bắt đầu thay đổi rất là mạnh, với việc là VPS đang vươn lên rất khủng khiếp. VPS đang vươn lên rất khủng khiếp đó. Họ đang ngày càng vươn lên một cách mạnh mẽ, và hết quý 1 này rất có khả năng VPS sẽ xoán ngôi của EDA, còn các vị trí còn lại như là HSC, VN Direct hay là Bản Việt hay là MBS thì về cơ bản là cũng sẽ khó có sự thay đổi, đó. Thì trên đây là tổng quan chung cái điểm nhấn của ngành chứng khoán từ đầu năm đến nay. Tiếp theo, vậy thì ngành chứng khoán có gì hấp dẫn? Thì trong cái clip ngay đầu năm 2021 chúng tôi đã đưa ra top 5 ngành hấp dẫn nhất trong năm 2021, thì trong đó có ngành chứng khoán đó. Và lý do vì sao chúng tôi cho rằng ngành này sẽ là một ngành hấp dẫn trong năm nay, đầu tiên đó chính là thanh khoản bùng nổ như tôi vừa trình bày rất cụ thể ở phía trên. Và vì sao thanh khoản này lại bùng nổ? Đó là dựa vào các yếu tố như sau. Đầu tiên là số lượng nhà đầu tư mới gia tăng rất mạnh, mỗi tháng lên đến, phải nói là mỗi tháng lên đến cả 100,000 nhà đầu tư mở tài khoản, rất lớn. Rồi là có nhiều cổ phiếu mới niêm yết từ đầu năm đến nay, rồi từ cuối năm 2020 đến nay. Thì khi nhiều cổ phiếu niêm yết thì họ bổ sung một cái lượng cổ đông rất lớn, bổ sung một lượng hàng cổ phiếu rất lớn, làm cho thanh khoản thị trường gia tăng. Ví dụ như các ngân hàng chẳng hạn, gần đây rất nhiều các ngân hàng niêm yết, như là ngân hàng OCB này, ngân hàng Phương Đông, ngân hàng SeaBank này, ngân hàng Bản Việt này, ngân hàng An Bình này, ngân hàng Bắc Á này, rất rất nhiều ngân hàng. Và các ngân hàng chính là những cái tập đoàn, những cái công ty có số lượng cổ phiếu rất lớn. Chính vì thế nó cũng góp phần làm tăng thanh khoản thị trường rất nhiều. Rồi tiếp theo, thị trường sẽ sớm có nhiều các cái sản phẩm phái sinh để cho nhà đầu tư được giao dịch. Đây là giao dịch T0 được kỳ vọng triển khai cuối năm nay. Như năm cuối năm 2020 người ta kỳ vọng là trong quý 1 2021. Nhưng mà ngay cả trong cái clip đầu tiên chúng tôi trao đổi thì cũng sớm nhất phải là quý 2 cơ. Nhưng mà với cái tình hình là sàn HOSE đang bị tắc nghẽn như thế này thì chúng tôi cho rằng cái việc giao dịch T0 còn phải lùi lại tiếp theo nữa. Và có khả năng đến cuối năm mới có thể bắt đầu, thậm chí nếu mà trường hợp xấu hơn thì có thể kéo dài hơn nữa. Nhưng mà cái T0 này nó cũng sẽ góp phần cho thị trường chứng khoán sôi động hơn rất nhiều. Đó là cái 4 cái yếu tố nhỏ làm cho cái thanh khoản của thị trường chứng khoán bùng nổ rất mạnh. Tiếp theo, cái nguyên nhân thứ hai mà chúng tôi cho rằng ngành chứng khoán là một trong ngành hấp dẫn, đó là thoái vốn nhà nước được kỳ vọng đẩy mạnh. Thì như chúng ta đã biết cái câu chuyện là cách đây vài năm, nó liên quan đến vấn đề gọi là chống tham nhũng diễn ra rất là quyết liệt của đảng, của nhà nước. Từ đó nó cũng có một cái phần tiêu cực tác động lên, đó là cái việc thoái vốn nhà nước bị chậm trễ rất nhiều. Rồi là cái việc đầu tư công bị dồn lại, không giải ngân đầu tư công được. Thì cái điều đó nó làm cho cái nền kinh tế trở nên yếu hơn. Tuy vậy nó lại tạo cái đà để cho các cái năm tới có thể tăng trưởng phát triển rất mạnh. Rồi đặc biệt là trong cái đại dịch Covid vừa rồi, chính phủ ta cũng mong muốn đẩy mạnh cái đầu tư công, đẩy mạnh đầu tư công để làm cái trợ lực phát triển cho nền kinh tế, lan tỏa sang tất cả các cái ngành khác, lan tỏa ra mọi ngành nghề để có thể phục hồi kinh tế mạnh hơn. Tuy nhiên rõ ràng chúng ta thấy rằng Covid xảy ra thì thu ngân sách bị giảm khá mạnh, thất thu ngân sách rất nhiều, bị giảm rất mạnh, mà đầu tư công lại nhiều hơn, đúng không? Trong khi đó cái thâm hụt ngân sách của nhà nước cũng rất lớn, vay nợ nước ngoài cũng tương đối cao rồi. Chính vì thế nhà nước phải cần có một cái nguồn để bù đắp vào cái việc giảm sút thu ngân sách đó. Chính vì thế cái việc thoái vốn ở các tổng công ty lớn, các tập đoàn lớn, rồi cổ phần hóa, chúng tôi cho rằng là sẽ là
được khơi thông và được đẩy mạnh trong những năm tới. Có thể là cuối 2021 sẽ rất mạnh. Bên cạnh đó thì cái chính trị, về yếu tố chính trị, tức là đại hội đảng đã xong, một nhiệm kỳ mới chuẩn bị bắt đầu, thì khi đó thì người ta sẽ làm việc một cách quyết liệt, đầu tư mạnh mẽ hơn. Chính vì thế cho nên nó sẽ tạo ra một lượng hàng hóa rất lớn nữa cho thị trường chứng khoán, giúp thị trường chứng khoán trở nên sôi động hơn, và phát triển hơn rất nhiều. Từ đó các công ty chứng khoán là những người được hưởng lợi trực tiếp. Tiếp theo, cái chu kỳ tăng trưởng mới của nền kinh tế chúng tôi cho rằng là cũng đã bắt đầu. Khi mà Covid rồi là khó khăn nhất về cơ bản đã trôi qua, thì chúng tôi cho rằng nó đã bắt đầu. Thì, điều này nó khiến cho cái thị trường chứng khoán nhìn trong tương lai có thể thấy rằng là khả năng tăng là rất là cao. Trong tương lai dài hạn 1, 2, 3 năm. Khi đó thì nó sẽ giúp cho danh mục tự doanh của các công ty chứng khoán nó tăng rất là mạnh. Rồi đã định giá của các doanh nghiệp trên sàn được đẩy lên một mức định giá. Ngoài ra thì còn chưa kể đến các cái vấn đề, ví dụ như là cái việc là Việt Nam cũng kỳ vọng rằng là được nâng hạng thị trường. Thành ra cái đấy là những cái trở cái động lực rất là lớn để cho ngành chứng khoán trở nên hấp dẫn trong năm 2021, thậm chí có thể dài hơn. Và tiếp theo là các cổ phiếu ngành chứng khoán hàng đầu. Thì ở đây chúng tôi liệt kê ra một số công ty. Tất nhiên là có những cái công ty chứng khoán hàng đầu khác nhưng nó chưa niêm yết. Thì đây là những công ty niêm yết, đúng không? Ví dụ như là công ty chứng khoán có lợi nhuận lớn nhất Việt Nam, đó là công ty chứng khoán Techcombank, thì nó chưa niêm yết. Hay là công ty chứng khoán đang mới nổi, đang nổi lên rất mạnh, đó là công ty chứng khoán VPS, cũng chưa niêm yết. Hay là công ty chứng khoán của Hàn Quốc với quy mô rất lớn, ví dụ như Mariaset chẳng hạn, rất lớn nhưng mà cũng chưa niêm yết. KB cũng chưa niêm yết, vân vân. Tuy vậy thì những cái gương mặt niêm yết ở trên đây cũng là những gương mặt rất tiêu biểu hàng đầu của thị trường trong nhiều năm qua. Các mã chúng tôi đưa ra đây, chúng tôi tạm đưa 5 mã thôi, là VD, SI, HCM, VCI và FTS. Thì 5 mã này về cơ bản đều nằm trong top 10 thị phần môi giới cả. Thì trong đó SI thì năm ngoái dẫn đầu, nhưng mà khả năng cao năm nay là chỉ còn vị trí thứ hai. Khả năng, nếu mà nó không duy trì phong độ thì VPS có thể vượt qua. Rồi là Hồ Chí Minh, Bản Việt và VD là những cái tên tuổi trong top 5, top 5 thị phần môi giới. FPT thì là top 10 thị phần môi giới. Thì đây là những cái công ty. Thì về định giá PB thì có thể thấy là FPTS là đang rẻ nhất 1.1. Thì điều này cũng phản ánh khá hợp lý, bởi vì FPTS là cái thằng rất thận trọng. Chính vì thế trong cái chu kỳ tăng trưởng mạnh thì nó sẽ là cái thằng có khả năng tăng trưởng không quá cao, nó rất chắc chắn. Do đó là định giá trong cái chu kỳ tăng trưởng người ta sẽ trả không quá cao, PB 1.2 lần, 1.1 lần. Còn lại thì VND là có vẻ thấp nhất, PB 1.72 lần, S2 bằng 2.07 lần, Hồ Chí Minh, HCM bằng 2.15 lần, Bản Việt là cao nhất là 2.17 lần. Đây là lấy tại ngày 26 tháng 3 năm 2020. Về định giá P/E thì ở VND thấp nhất là 9.12 lần, SI là 15.74 lần, Hồ Chí Minh là 16.48 lần, Bản Việt là 12.7 lần và FTS là 13.91 lần. Đó, thì đây là định giá của ngành chứng khoán. Thì nhìn qua thì về cơ bản nếu mà định giá này so với lịch sử của nó thì không phải quá rẻ. Tuy vậy với cái tiềm năng tăng trưởng mạnh trong tương lai thì chúng tôi cho rằng nó vẫn khá rẻ. Thì quý vị thử tưởng tượng rằng năm nay doanh thu từ môi giới của các công ty này chúng tôi cho rằng tối thiểu gấp đôi so với năm 2020. Như vậy riêng cái mảng đó đã mang lại lợi nhuận rất khủng khiếp. Chúng ta tính đơn giản như này, cả sàn Hồ Chí Minh, sàn Hà Nội và Upcom, một phiên giao dịch trung bình khoảng độ 19.000 tỷ. Thì đấy là 19.000 tỷ khớp lệnh thôi. Còn để có 19.000 tỷ thì phải có 19.000 tỷ mua và 19.000 tỷ bán, tức là tương ứng với thanh khoản là 38.000 tỷ cơ. Thì với cái phí giao dịch bây giờ phổ thông là 0.15%. Có một số công ty miễn phí nhưng rất ít nhỉ. Và họ thông thường họ chỉ miễn phí ở cái phần giao dịch không margin thôi, rất ít nhỉ. Thì bây giờ chúng ta tính mà xem 38.000 tỷ mà nhân với phí 0.15%.
ạ. Thì như vậy là một ngày phí giao dịch ở thị trường chứng khoán Việt Nam nó lên đến 57 tỷ đồng. 55, 57 tỷ đồng. Và một năm có 52 tuần đúng không ạ? 52 tuần. Thì số phiên giao dịch đâu đó nó xấp xỉ 250 phiên. 250 phiên chúng ta nhân với 57 tỷ đồng đi. Lên. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì nó khoảng độ 16.000 tỷ. 16.000 tỷ. Phí môi giới đấy là riêng chỉ phí môi giới. Thì một số công ty tốt thì họ có biên lợi nhuận từ môi giới trên 50%, có thể 60%. Ở đây ví dụ như bản Việt VND, Hồ Chí Minh cũng có biên lợi nhuận từ môi giới trên 50%. SI thì mỏng hơn khoảng độ gần 30%. FTX cũng tương đối cả. Ví dụ thế. Thì ở đây tôi lấy ví dụ một trường hợp đi. Của SI họ chiếm khoảng độ 11-12% thị phần. Như vậy họ năm nay 2020 họ có thể thu được cái phí môi giới đâu đó lên đến khoảng độ 1.800 tỷ. Thì lợi nhuận với biên 30% thì nó được khoảng độ 540 tỷ, 600 tỷ. 600 tỷ lợi nhuận từ mảng môi giới. Bên cạnh đó là mảng cho vay ký quỹ, rồi mảng tự doanh, rồi vân vân. Lợi nhuận của SI năm nay cũng có thể tăng trưởng tiếp tục. Tương tự như thế VND chẳng hạn. Thì với thị phần đâu đó khoảng 7%. Thì họ sẽ được khoảng độ 1.000 tỷ phí môi giới. Biên lợi nhuận của VND khoảng hơn 60%. Thì như vậy nó có, họ có khoảng 600 tỷ lợi nhuận từ mảng đó. Tăng hơn gấp đôi so với mức chưa đến, so với mức chưa đến 300 tỷ của năm 2020. Và ví dụ VND chúng tôi ước tính như thế. Rồi là mảng cho vay ký quỹ. Rồi là mảng vay tiền rồi gửi ngân hàng. Đúng không? Rồi là mảng liên quan đến tự doanh. Là mảng liên quan đến các cái sản phẩm phải khác, ví dụ như bán trái phiếu vân vân, tư vấn bảo lãnh phát hành này kia vân vân, đấy là rất nhiều mảng. Thì năm nay về cơ bản chúng tôi cho rằng lợi nhuận của các công ty chứng khoán, đặc biệt là những cái công ty chứng khoán tập trung vào môi giới và cho vay sẽ tăng trưởng rất mạnh, đâu đó khoảng 40 đến 60%. Còn nếu mà thị trường chứng khoán tốt hơn thì cái mảng tự doanh có thể mang lại lợi nhuận. Đó, thì đấy là cái triển vọng rất tươi sáng của cái ngành chứng khoán trong cái năm 2021 này. Đó. Vậy thì rủi ro đầu tư ngành chứng khoán đến từ đâu? Đúng không ạ? Trên là cơ hội. Thì rủi ro thứ nhất là tin tức tiêu cực liên quan đến vaccine và biến thể của Covid-19 nếu có thể xảy ra. Đúng không ạ? Nhà đầu tư có thể là không được thanh toán khoản lời vào ngày, đúng không ạ? Vân vân. Rồi là sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty chứng khoán. Rồi là yếu tố vĩ mô có thể không ủng hộ. Ví dụ gần đây như là lạm phát đang tăng, lãi suất cũng đang tăng một chút. Tỷ giá thì trong một tháng vừa qua tăng 0,5%. Tỷ giá USD tăng 0,5% so với Việt Nam đồng. Đúng không ạ? Thì doanh nghiệp có thể yếu đi và giá cổ phiếu có thể giảm, từ đó làm cho các công ty chứng khoán không được hưởng lợi nhiều. Đó. Đó, rồi là nếu khi lãi suất cao thì người dân có thể quay trở lại gửi tiết kiệm nhiều hơn, từ đó dẫn đến thanh khoản thị trường có thể giảm. Đó. Tuy nhiên thì với cái lợi thế là chủ yếu, rủi ro nó nhỏ hơn, thì chúng tôi vẫn đánh giá rằng cái cơ hội cho 2021 của ngành chứng khoán rất tốt. Nhiều bạn hỏi rằng tại sao ông không đánh giá 3, 4, 5 năm? Thì thực sự mà nói với ngành chứng khoán đánh giá dài quá là rất khó. Ngành này theo diễn biến thị trường rất lớn. Bên cạnh đó còn có một cái rủi ro nữa, đó là rủi ro liên quan đến miễn phí giao dịch. Nếu mà càng ngày càng có rất nhiều công ty miễn phí giao dịch ấy, thì rõ ràng rằng là các công ty chứng khoán mà phụ thuộc vào môi giới rất nhiều sẽ bị ảnh hưởng nhất. Chính vì thế cho nên chúng tôi đưa cái dòng chứng khoán ra, chúng tôi đánh giá chỉ trong năm 2021 thôi. Ok, tiếp theo thì mời quý vị và các bạn cùng trao đổi với chúng tôi để làm rõ hơn cái nội dung liên quan đến các cổ phiếu chứng khoán, ngành chứng khoán. Đó, xin mời quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn comment này, thì tôi sẽ giải đáp. Vâng, chúng tôi hôm nay sẽ chỉ giải đáp liên quan đến ngành chứng khoán thôi ạ. Vâng, có bạn hỏi bạn Tuyến đúng không? Có hỏi về SHS thì sao? Thì chúng tôi cho rằng ngành chứng khoán về cơ bản đều được hưởng lợi chung cả.
SHS thì nó có một đặc thù, nó phụ thuộc rất nhiều vào cái cổ phiếu MSHB. Bởi vì SHS có sở hữu một lượng cổ phiếu SHB rất lớn. Thế thành ra khi cổ phiếu SHB mà tăng giá rất mạnh ấy, thì SHS sẽ ghi nhận lợi nhuận rất cao. Và ngược lại, nếu mà SHB mà giảm mạnh ấy, thì lợi nhuận của SHS sẽ bị giảm rất nhiều. Còn về thị phần môi giới thì của SHS ấy, nó đâu đó nó ngấp nghé khoảng top 10 đến top 15 trong khoảng đó. Thì nó chiếm đâu đó, có thể chúng tôi tính toán thì chiếm đâu đó khoảng độ 1,5 đến 2%. Thì như vậy SHS chúng ta phải nhìn nhiều vào danh mục tự doanh hơn là cái danh thị phần môi giới. Nhiều hơn là nhìn vào thị phần môi giới. Ok, VND à. Thì chúng tôi đánh giá cổ phiếu VND năm nay tăng trưởng lợi nhuận tốt. Nguyên nhân như chúng ta biết rõ thì VND về tự doanh nó ít hơn. Nó có khoản nhiều nhất là liên quan đến con PTI, bảo hiểm bưu điện. Và các cái khoản tự doanh khác thì chúng tôi đánh giá là nó ở mức không nhiều so với các công ty khác. Thì lợi nhuận của VND nó với SSI là hai thằng riêng, đặc thù riêng là có thêm cái lĩnh vực gọi là kinh doanh nguồn vốn. Tức là đi vay tiền và cho vay lại. Đó. Thì khoản đó cũng mang lại cái lợi nhuận khá tốt cho công ty này. Thì riêng về mảng môi giới chúng tôi cho rằng lợi nhuận năm nay của VND nó sẽ cao hơn gấp đôi so với năm 2020. Tức là nó tăng khoảng đâu đó khoảng hơn 300 tỷ. Vì sao lại như vậy? Thì như chúng tôi vừa tính toán ấy, VND chiếm khoảng 7% thị phần. Đúng không ạ? Mà thị trường giao dịch khoảng 38.000 tỷ. Đúng không ạ? Thì tương đương với VND là có thanh khoản mỗi ngày khoảng 2.600 tỷ. Cả mua cả bán thì mới được 2.600-2.700 tỷ. Và quý vị nhân với phí 0,15 lên xem thì sẽ là hơn 4 tỷ đồng tiền phí môi giới một ngày. Và một năm 250 phiên thì nó khoảng 1.000 tỷ. Và VND gần đây rất hay ở chỗ là họ bớt đi rất nhiều môi giới. Và cái biên lợi nhuận từ môi giới của họ tức là nằm top cao nhất nhì thị trường chứng khoán này. Thì họ chiếm được khoảng 60%. Từ đó giúp cho cái lợi nhuận môi giới năm nay có thể đạt khoảng hơn 600 tỷ. Bên cạnh đó cái mảng cho vay ký quỹ. Gần đây thì các công ty chứng khoán cho vay gọi là kỷ lục của kỷ lục. Thì VND cho vay đâu đó khoảng 5.000 tỷ. So với cuối năm, giữa năm 2020 đâu đó chỉ 2.600 tỷ thì tăng gấp đôi. Tăng gấp đôi thì cái lợi nhuận từ cái mảng này nó cũng sẽ gia tăng. Bên cạnh đó thì liên quan đến mảng tự doanh đấy thì nếu mà thị trường chứng khoán lên thì nó sẽ được lợi nhuận lên. Rồi là cái khoản vay tiền và gửi ngân hàng đâu đó nó khoảng độ tổng khoảng 5.000 tỷ về đây. Cũng mang lại được cái chênh khoảng vài phần trăm. 2-3%, 4% thì chênh khoảng độ 150-250 tỷ nữa. Thì chúng tôi cho rằng lợi nhuận sau thuế của VD nếu mà ở kịch bản thì VN Index khoảng 1.200-1.250 ấy, thì lợi nhuận của VD có thể đạt được khoảng 1.000 tỷ sau thuế dựa vào các cái cơ sở đấy. Thì như vậy PE trong một năm tới còn khoảng 6.2-6.3 thì khá hấp dẫn. Tiếp theo là cổ phiếu SDI thì chúng tôi cho rằng lợi nhuận SDI năm nay cũng có thể tăng trưởng rất mạnh, tăng trưởng khoảng 40%. Thì với cái lên trước là hơn 1.200 tỷ thì tăng 40% thì nó tăng khoảng độ lên khoảng 1.700 tỷ. Thì khi đó PE bằng khoảng độ 11 lần. Đó. Hôm nay forward cho 2021 nhé, bằng khoảng độ 6.3 lần. Hôm nay bằng 11 lần. Thì hôm nay còn khoảng độ 10.5 lần, 10.6 lần. VCI thì có cái danh mục tự doanh gọi là lớn khủng khiếp và thực sự rất lớn. Và danh mục tự doanh là cái tiềm ẩn lớn nhất của VCI có thể bước lên nhuận cả. Thì năm tới thì lợi nhuận VCI hoàn toàn có thể tăng trưởng khoảng 40-50%, thậm chí cao hơn một chút. Thì PE nó còn khoảng 9 lần. FTS thì nó sở hữu cổ phiếu May Sông Hồng thì đã ảnh hưởng rất nhiều từ cổ phiếu đó. Còn về cơ bản cái môi giới cũng như cho vay của FPTS là nó không quá lớn, nó tăng trưởng chậm hơn những nhà khác. Thì PE đâu đó một năm tới nó còn khoảng 8 lần. Bởi vì năm 2020 này có những cái mà bị lỗ đột biến, thành ra là năm 2021 nó tăng trưởng nhiều. Đấy thì như vậy về mặt định giá thì chúng tôi cho rằng là VND có vẻ hấp dẫn nhỉ, VD mới bản Việt hấp dẫn nhỉ. Còn đầu ngành thì SI vẫn được đánh giá là đầu ngành, nhưng mà SI cũng tương đối chậm thôi. Hiệu quả sinh lời trên vốn của họ không quá cao. Năm rồi tốt như vậy mà cuối cùng họ cũng chỉ được khoảng 14% thôi. 14%. Còn cái hiệu quả sinh lời trên vốn cao nhất ở đây phải nói đến bản Việt và Hồ Chí Minh. ROE của nó lúc thuận có thể lên đến 30%. Thậm chí 35%. VD ở mức khá, ở mức giữa khoảng 20%.
FTS thì khoảng 15%. Đó là lợi nhuận. Đó. Ok. MBS á, vâng, MBS là một cổ phiếu chúng tôi cũng rất là quan tâm. Thì cổ phiếu này đang cải tổ rất nhiều. Cải tổ phải nói rất nhiều. Ứng dụng công nghệ rất là đẹp. Giao dịch cũng khá thuận tiện. Thì MBS cũng là một trong những công ty chúng tôi cho rằng là lợi nhuận nó cũng phải phụ thuộc rất nhiều vào tập đoàn MB để họ phân chia cho nó bao nhiêu. Còn thực tế MBS là một tay to trong cái lĩnh vực trái phiếu ở Việt Nam, nó đứng thứ hai thứ ba ở Việt Nam chỉ sau Techcombank. Thì đây là cái công ty có hoạt động IB rất mạnh nhờ cái ngân hàng mẹ MB. Chúng ta có thể thấy là nhìn trong báo cáo tài chính của tập đoàn MB ấy, cái lượng trái phiếu của MB lên 99.000 tỷ, gần 100.000 tỷ, trong khi của Tech còn có 86.000 tỷ. Đấy, thì cái điều đó cho thấy là về cơ bản MBS phát hành trái phiếu rất lớn, không hề đơn giản đâu, thứ hai ở Việt Nam. Còn ông Tech ông vẫn phát hành nhiều hơn bởi vì ông còn bán ra cho nhà đầu tư cá nhân được rất nhiều. Ngoài ra cái quỹ trái phiếu của Techcombank nó lên đến khoảng độ 20 mấy ngàn tỷ, 22 ngàn tỷ. Như vậy về cơ bản Tech vẫn lớn trái phiếu hơn MBS, nhưng mà MBS cũng là một tay to trong lĩnh vực trái phiếu. Còn về thị phần môi giới thì MBS thường đứng khoảng thứ 5, thứ 6, tức là nó sau VPS, sau Bản Việt, sau Hồ Chí Minh, sau SI và sau VD, hoặc đứng thứ 6. Và với cái thị phần đó thì năm nay cái doanh thu môi giới của MBS chúng tôi cho rằng tăng khoảng hơn 100%. Doanh thu môi giới của MBS năm nay chúng tôi cho rằng nó cũng phải đạt khoảng được 600 tỷ. Thậm chí điều kiện tốt nó có thể đạt 700 tỷ. Nhưng mà cái biên lợi nhuận của mảng môi giới của MBS này không quá cả. Do cái chi phí cho hoạt động môi giới của họ khá lớn. Chính vì thế cái lợi nhuận của MBS thì nó khá mỏng. Tuy vậy nó vẫn tăng trưởng rất tốt trong năm này. Chúng tôi kỳ vọng rằng là cái lợi nhuận từ cái hoạt động trái phiếu ấy, sau này ấy, cái mảng bán trái phiếu ấy, thì sẽ, nếu mà ghi nhận lợi nhuận cho MBS thì phải nói nó rất là cao. Nó có thể lợi nhuận lên là 500-700 tỷ, thậm chí 1.000 tỷ. Nhưng mà nếu mà cái này thì phải tùy vào việc cái điều hướng của tập đoàn MBS. Ví dụ như ở Techcombank thì họ để lợi nhuận ở chứng khoán Techcombank rất lớn. Đó, chứng khoán Techcombank sẽ trực tiếp hưởng thụ mấy phần trăm cái khoản chênh. Tất nhiên ngân hàng họ cũng có, nhưng mà họ để ở chứng khoán nhiều hơn. Thì tùy vào cái việc là họ phân phối lợi nhuận như thế nào thì cái kết quả của MBS sẽ như thế. Còn chúng tôi vẫn đánh giá rất cao cổ phiếu MBS. Dù sao nó cũng là một cái công ty chứng khoán hàng đầu. Công nghệ tốt, con người cũng tương đối tốt, thị phần tốt, có tiềm lực tài chính mạnh. Có công ty chứng khoán nào có lợi thế cạnh tranh đặc biệt so với còn lại không? Thì ngành chứng khoán là một ngành biến đổi khá nhanh. Lợi thế thì có thể kể đến một số công ty như sau. Ví dụ như về khách hàng tổ chức thì là SI, Hồ Chí Minh và Bản Việt là ba thằng có thế mạnh rất mạnh luôn, đúng không? Về lĩnh vực môi giới thì SI vừa mạnh cả tổ chức lẫn cá nhân. Cá nhân của SI bây giờ vẫn đứng thứ hai đấy. Thứ hai, sau khi VPS vượt lên thì đứng thứ hai. Còn VND và Hồ Chí Minh thì đứng thứ ba. Ở VND thì có một cái lợi thế đó là công nghệ của họ vẫn được đánh giá cao cho đến bây giờ. Và trong tương lai thì chúng tôi không dám chắc, nhưng mà hiện tại thì VND vẫn được đánh giá cao nhất về hệ thống công nghệ nổi bật, thân thiện và dễ sử dụng. Và cái việc mở tài khoản online này kia thì VND vẫn là công ty chứng khoán chiếm được cái tỷ lệ mở tài khoản nhiều nhất ở Việt Nam. Tiếp theo thì Bản Việt này có một cái lợi thế đặc biệt, đó lợi thế các cái deal IB. IB hay người ta dịch sang tiếng Việt gọi là investment banking ấy. Thì Bản Việt là công ty mạnh nhất Việt Nam về cái gọi là lĩnh vực ngân hàng đầu tư. Ngân hàng đầu tư đây không phải họ vác tiền đi họ đầu tư chứng khoán. Vấn đề là họ tư vấn bảo lãnh và phát hành cổ phiếu, phát hành trái phiếu, phát hành các thứ cho các công ty ở Việt Nam. Rồi họ tìm người mua cổ phiếu đó, vân vân. Đấy gọi là tư vấn, đấy gọi là ngân hàng đầu tư. Đấy thì một số hoạt động này như thế. Đó. Đó thì đấy là Bản Việt là mạnh nhất Việt Nam. Còn về cái tự doanh mang lại hiệu quả cao nhất thì là Hồ Chí Minh với Bản Việt là hai công ty mang lại cái hiệu quả tự doanh cao nhất mà chúng tôi được biết. Từ trước đây này, trung bình qua năm nó luôn cao nhất. Tự doanh của SI ở VD thì ở mức vừa phải. Tự doanh của FTS thì gần như không có tự doanh, duy nhất có cái mã may sông Hồng thôi, và nó không tự doanh. Đó. Thì đấy là những cái thế mạnh đặc thù của từng doanh nghiệp, không có thằng nào tuyệt đối tất cả. Còn về chứng khoán Techcombank thì nó có một cái lợi thế là cực kỳ mạnh trong cái lĩnh vực trái phiếu. Đó.
nó có đầu mối phát hành trái phiếu rất lớn và cái hiệu quả trên nhân viên nó cao nhất Việt Nam. Ứng dụng công nghệ nó cũng rất tốt. Còn VPS gần đây thì nổi lên là nhà môi giới để khách hàng cá nhân nổi lên, nhưng mà nó chưa niêm yết. Đó, thì mỗi công ty có một thế mạnh riêng. Còn về cái độ đi nhanh thì ở đây có vẻ như là bản Việt Hồ Chí Minh và VD đi tương đối nhanh, còn VD còn SI thì đi ở mức trung bình khá vì nó quá to. Rồi, ok ạ. Và ORS rất tốt, đúng rồi, ORS là một mã chứng khoán rất tốt. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị cho những nhà đầu tư tham gia vào cái lớp phân tích chứng khoán của AZFIN. Hồi đó cách đây mấy tháng đâu đó giá khoảng độ 7 đến 8 lần. Và đến nay vẫn còn một số anh chị vẫn còn giữ. Giá bây giờ nó khoảng 20. Thì ORS cũng nổi lên là một trong những tay chơi trái phiếu cừ khôi ở Việt Nam khi mà được ngân hàng Tiên Phong mua lại. Và ngân hàng Tiên Phong cũng mong muốn đẩy mạnh cái mảng trái phiếu này. Thì ORS là một trong những tay chơi cũng khá mạnh trong cái lĩnh vực trái phiếu này. Nó cũng phải nằm top 3, top 4 ở Việt Nam chứ không nhỏ. Không hề nhỏ. Ok ạ, à, VD định giá hiện tại bao nhiêu? Thì chúng tôi cho rằng với cái chuyển vọng kinh doanh có thể tốt như thế thì chúng ta định giá vẫn phải phụ thuộc vào thị trường. Nếu mà thị trường chứng khoán quý vị cho rằng là cuối năm trên 1.200 thì chúng tôi cho rằng là giá cổ phiếu VN Index của VN Direct hoàn toàn có thể tăng khoảng 15 đến 30%. Có thể. Vâng, có bác hỏi là lãi suất tăng cao thì margin cho vay tốt hơn phải không? À, thì lãi suất tăng cao thì margin không tăng đâu. Vâng, margin nó không tăng đâu. Lãi suất cao thì về cơ bản là người ta sẽ rút tiền, người ta gửi ngân hàng nhiều hơn là người ta đầu tư cổ phiếu, thì sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng mà lãi suất cao, vấn đề là cao bao nhiêu, cao đến mức như thế nào. Nếu mà lãi suất gửi ngân hàng lên đến 7.5-8% thì rõ ràng là cái kênh chứng khoán sẽ bị rút một lực rất lớn. Còn nếu mà lãi suất có tăng khoảng 0.5 đổ lại thì chúng tôi cho rằng vẫn là ok, không vấn đề gì với thị trường cả. Đó, quan trọng là tăng bao nhiêu. Vâng. Cổ phiếu chứng khoán thì thông thường thì chúng tôi cho rằng nó phù hợp với việc là đầu cơ theo dự báo xu hướng thị trường thôi. Còn định giá PE thì cũng gọi là tương đối thôi, PB cũng tương đối thôi chứ nó không. Bởi vì tôi chia sẻ đến quý vị như này, lúc đỉnh cao của chứng khoán Hồ Chí Minh hồi năm 2018 ấy, PB thậm chí nó lên đến gần 6 lần. Nhưng mà đợt vừa rồi lúc nó xuống thấp nhất ấy, PB về dưới một lần. Đấy, quý vị có thể thấy sự biến động kinh khủng khiếp cho nên. Cho nên chúng ta đưa PEB hay PE đối với những cái công ty chứng khoán về cơ bản chỉ là tham khảo cho vui thôi. Tất nhiên nó cũng có giá trị nhưng chỉ là tham khảo. Chúng ta dựa vào cái xu hướng liên quan đến cái xu hướng thị trường có tốt không, doanh nghiệp có tăng trưởng mạnh. Đấy mới là vấn đề của các công ty chứng khoán. Bởi vì những công ty chứng khoán này nó có tính chất đầu cơ rất cao. Nó vừa tăng trưởng lại vừa đầu cơ. Đấy là một ngành rất đặc thù, khác rất nhiều so với các ngành khác. Đó, thì như tôi vừa lấy ví dụ này, quý vị có thể thấy chứng khoán Hồ Chí Minh có những lúc PB bằng hơn 6 lần, có lúc PB về 1 lần, chưa đến 1 lần. Tức là nó dao động ở mức rất khủng khiếp. Hay là bản Việt tương tự cũng thế, có lúc PB lên đến gọi là cũng tầm 6 lần, có lúc còn không chấm mấy lần. Đúng không? Bản Việt từ 80 có thể về 10 mấy, 7-80 thì mười mấy. Rồi bây giờ lại lên 6-70 là bình thường, thậm chí lên cả trăm, rất bình thường. Vâng, đánh giá SI, VD, HCM thì cổ phiếu nào hấp dẫn hơn ạ? Thì xin chia sẻ với cả nhà thì chúng tôi cho rằng là cái ngành này tương đối hấp dẫn. Còn để về định giá thì nghiêng về VD nhiều. Còn để về liên quan đến về việc có sự biến động mạnh mẽ thì liên quan đến Hồ Chí Minh nhiều. Để liên quan đến các cái câu chuyện là các quỹ mua cổ phiếu vào ấy, các quỹ hay các ETF đến nữa có thể gia tăng mua nhiều cổ phiếu vào ấy thì là SA. Đó, thì đấy là ba cổ phiếu có những cái điểm mạnh. Đấy. Còn nếu nhìn tổng thể thì trong vòng một năm tới thì chúng tôi có nghiêng hơn về VND một chút. Nghiêng hơn về VND một chút bởi vì cái định giá nó cho chúng tôi cái sự an tâm và thận trọng. Tuy nhiên không có nghĩa là nó sẽ tăng mạnh nhất đâu nhỉ. Nó mang lại sự an tâm hơn. Và tại sao mà TCBS chưa lên sàn? À đấy là do chúng ta phải hỏi là lãnh đạo của Techcombank đúng không ạ? Họ có muốn cho lên hay không? Đúng không ạ? Thì Phục không giải thích được cái này.
Ok. Bạn Bùi Tình hỏi VCI thì thấy thế nào về hướng đi IB và nhân sự rất ít nhưng lợi nhuận rất cao? Vâng, thì thực sự mà phải nói như tôi có trao chia sẻ lúc nãy thì VCI là một cái cổ phiếu, một cái doanh nghiệp quan bản Việt ấy, có cái đội ngũ IB là mạnh nhất Việt Nam, họ rất thiện chiến, tài năng, họ tư vấn rất nhiều các cái deal thành công, ví dụ như deal Techcombank chẳng hạn, bán cho nước ngoài, thì đấy là do chứng khoán bản Việt đấy chứ không phải là chứng khoán Techcombank. Hay là ngày trước có deal liên quan đến VPBank hay rất nhiều các ông lớn cao, thì đội ngũ bản Việt họ rất khỏe cái vấn đề đó. Và trong cái chu kỳ mới này thì rõ ràng thì rất nhiều các cái nhu cầu bán vốn từ nhà nước này, rồi là bán cổ phần từ các tập đoàn lớn, thì chúng tôi cho rằng bản Việt vẫn sẽ là một trong doanh nghiệp được hưởng lợi lớn nhất trong cái việc thị trường chứng khoán phát triển mạnh trở lại. Và HSC thu phí cực đắt, Ed có nghĩ nó sẽ bị các công ty chứng khác, chứng khoán khác chiếm thị phần không? Thì thực sự mà nói HSC thì nó thiên về cái chất lượng phân tích và tư vấn rất cao. Còn liên quan đến phí môi giới thì đấy không phải là điểm mạnh của HSC. Bên cạnh đó thì thực sự cái phần mềm giao dịch và các thứ của HSC có thể nói là làm người ta khó chịu và bực mình. Và liên quan đến vấn đề chuyển tiền này kia vân vân chẳng hạn. Thì có một điều là HSC có cái lượng khách hàng trung thành rất lớn. Còn cái việc khách hàng mới họ thu hút được thì chúng tôi cũng không đánh giá quá cả. Thì thành ra nếu trong tương lai mà HSC bị giảm thị phần, bị vượt trong 2-3 năm tới thì chúng tôi cho rằng là vẫn có thể xảy ra. Có thể xảy ra và điều đó cũng là bình thường thôi. Bởi vì các công ty chứng khoán trẻ năng động bây giờ họ thiên về cái vấn đề liên quan gọi là, đặc biệt đây gọi là trải nghiệm khách hàng rất quan trọng. Trải nghiệm khách hàng rất quan trọng. Thì ở HTC thì về cơ bản trải nghiệm khách hàng về các cái dịch vụ nó chưa được tốt. Nhưng chất lượng tư vấn thì nó vẫn là một cái điểm mạnh của HTC. Ok ạ. MBS đánh giá thế nào trong 2021 đúng không ạ? Thì như chúng tôi vừa chia sẻ đấy, MBS cũng là một trong những cái doanh nghiệp tăng trưởng mạnh nhất. Khá tốt. Lợi nhuận nó có thể tăng trưởng tốt. Bên cạnh đó thì MBS sắp tới sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ cái, nếu được khai thác từ cái tập khách hàng rất lớn của tập đoàn MB lên đến cả chục triệu khách hàng. Thì nếu mà nó khai thác được thì nó sẽ rất mạnh. Bên cạnh đó là các cái quỹ về đầu tư trái phiếu này kia của MB Capital hay là việc đầu tư chứng khoán của các cái công ty bảo hiểm tập đoàn MB nó mà tốt thì MBS cũng sẽ hưởng lợi rất lớn. Thì chúng ta phải phụ thuộc rất nhiều vào cái hướng đi mới của MBS xem họ có chứng minh được mình không. Còn nếu mà họ vẫn cứ như cũ thì họ cũng sẽ không phải là một cái điểm nhấn gì đó thôi. Nhưng mà chúng tôi đang nhìn thấy họ thay đổi. Còn cái kết quả như nào thì chúng ta phải bám sát thử. Phải bám sát. Đó. Thì có một điều là cái chi phí của MBS thì khá là cao trên các cái doanh thu. Tức là ý tôi đây là so sánh với những công ty hàng đầu nhé. Chứ không phải là so sánh với những chung ngành. Nói chung là MBS thì họ vẫn nằm top trên. Nửa phía trên của ngành. Thì so với doanh nghiệp và những doanh nghiệp hàng đầu kia thì họ đang có phần là biên lợi nhuận thấp hơn một chút, hiệu quả thấp hơn một chút. Và bạn Phát Lê có bảo là bạn ấy thấy VD có phát triển mảng quản lý tài sản tài chính cá nhân, mảng này có triển vọng tốt trong tương lai không? Thì ở đây là một cái xu hướng tất yếu tương lai của thị trường. Nếu ai mạnh trong cái mảng này sau này thì họ có thể nắm trong tay rất nhiều thứ, không chỉ các công ty chứng khoán tham gia đâu mà các ngân hàng lớn tham gia. Hoặc MB ví dụ như có cái mảng private wealth. Có private đó, cái mảng ấy họ cũng đang xây à. Xây thực ra đi vào hoạt động được 1-2 năm rồi. Thì ai mà phục vụ được cái tài chính cá nhân, cái quản lý tài chính này về tổng thể sau này thì người đó có thể sẽ làm chủ, vì cái nhu cầu rất cao. Ở nước ngoài thì nhu cầu rất là lớn, ngay cả Bill Gates cũng cần có một cái quản lý về tài chính toàn bộ cho ông ta, đúng không? Nhưng mà ở Việt Nam thì cái này gần như là chưa có. Nó cũng manh mún có rồi nhưng mà nó vẫn gọi là sơ khai đó, thì ông nào phát triển được thì tốt. Còn VND thì chúng tôi cũng biết rằng là cũng đã xây dựng rồi, còn cái việc là họ có thể chiếm lĩnh hay không thì còn bỏ ngỏ. Bởi vì lĩnh lĩnh vực này nó cũng khá mới và cũng không phải đơn giản để chúng ta có thể chiếm lĩnh được, đúng không ạ? Ok ạ. Vâng, HCM có phát hành thêm giá 14 tỷ lệ 1:2, S đánh giá thế nào về cái deal này?
Thì chắc là do cái nhu cầu về liên quan đến cần cho vay margin thì HSC là sẽ phát hành. Thì công ty này cũng phát hành rất là nhiều. Thì họ phát hành để phục vụ cho việc hoạt động kinh doanh. Thì cái hiệu quả kinh doanh của HSC chúng tôi đánh giá khá là cao. Nếu mà nó phát hành tỷ lệ 1-2 như này thì PB của HCM sẽ giảm rất nhiều. Nếu mà họ sử dụng cái hiệu vốn đi tương đối hiệu quả thì cho chúng tôi cho rằng đây thậm chí lại là một cơ hội tốt cả. Chứ không phải là rủi ro gì cả. Là một cơ hội tốt. Đó. TVS à, thì mã này quá nhỏ. Nói chung là TVS hay là các công ty chứng khoán mà ngoài top 10 thì chúng tôi cơ bản chúng tôi không đánh giá nhiều. Bởi vì kết quả kinh doanh nó khá phập phù. Đánh giá nó không chính xác. SBS thì công ty này ngày xưa đã có từng một thời là công ty có vốn lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên nó cùng với Thăng Long, tiền thân của MBS là hai công ty chứng khoán lỗ nhiều nhất Việt Nam. Thậm chí còn gần âm vốn chủ và âm vốn chủ sở hữu. Đó thì đấy là cái bóng hình của nó ngày xưa. Ngày xưa SBS là con của ngân hàng STB, Sài Gòn Thương Tín. Nhưng mà bây giờ nó đã bán rồi. Nó không còn liên quan nữa. Thì bây giờ SBS thì nó cũng chỉ còn là cái bóng của chính mình ấy. Có những giai đoạn thì phần môi giới nó cũng lên top 1, top 2. Nhưng mà bây giờ nó chỉ còn là cái bóng của mình. Cổ phiếu đó thì mang tính chất, với những cổ phiếu như thế thì mang tính chất đầu cơ sẽ rất cả. Đấy, còn đánh giá về triển vọng thì chúng tôi không đánh giá. Ok ạ. Thì trên đây là những cái đánh giá của tôi về cái ngành chứng khoán. Thì xin chúc quý vị và các bạn có được những cái lựa chọn nhất định cho mình trong cái ngành chứng khoán để bổ sung cho cái danh mục đầu tư và đạt được cái kết quả cao trong cái năm 2021 này. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị ở chương trình lần sau ạ.